Đây là kết quả trả về của mình. Kết quả của mình là kim cương thiên nhiên. Rồi có tổng cộng là 152 viên đính trên khóa thắt lưng AU750, kết hợp với một sợi dây thắt lưng bằng da cá. Một mặt là da cá, một mặt là da Togo. Tất cả da cá và da Togo B này đều được Kỳ Lân nhập tại công ty, những công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới và cung cấp da thuộc cho tất cả các hãng da thời trang nổi tiếng trên toàn cầu. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thử đưa vào ráp vào để quý khách hình dung được là sự lấp lánh bắt sáng của chiếc mặt thắt lưng này từ vàng hồng và kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn lấp lánh như thế nào. Và bất kỳ những sản phẩm gì đã là từ vàng và kim cương thì tại Kỳ Lân Luxury đều cũng phải có những giấy. Đầu tiên chúng ta sẽ có những giấy là phân tích thành phần vàng là vàng bao nhiêu phần trăm ở đây. Sau khi Kỳ Lân đi đến nơi trung tâm của những nơi mà có máy quang phổ, Kỳ Lân có được cái kết quả là 77,77%. Thì tùy vào mỗi sản phẩm khi mà mình phối với hội thì nó sẽ ra tỷ lệ là tầm cỡ 75-76%. 77,77% là vàng, còn lại là các thành phần khác để tạo nên sản phẩm. Và sau đó thì Kỳ Lân sẽ đến trung tâm kiểm định như là của SGC, Duji hoặc là Lưu Lab để Kỳ Lân giám định. Thì kết quả giám định sẽ được trung tâm kiểm định đó chụp hình sản phẩm đó và đưa vào giấy kiểm định. Đây là kết quả trả về của mình. Kết quả của mình là kim cương thiên nhiên. Rồi có tổng cộng là 152 viên đính trên khóa thắt lưng AU750 và sẽ được chụp hình sản phẩm trên giấy và ký tên đóng dấu của công ty chuyên giám định phân tích. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về mặt thắt lưng do Kỳ Lân kết tâm chế tác từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại với những viên kim cương tuyển chọn của kỹ thuật chuyên sâu máy móc hiện đại, tạo nên sản phẩm cao cấp Luxury Kỳ Lân tỉ mỉ tinh tế hoàn thiện một cách tuyệt vời nhất để phục vụ đến với tất cả quý khách hàng thân yêu của Kỳ Lân Luxury. Và đặc biệt, Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích, cảm xúc cho tất cả những sản phẩm cao cấp. Và đặc biệt, Kỳ Lân là đơn vị chuyên phục vụ sở thích, cảm xúc đối với những sản phẩm cao cấp Luxury đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Kỳ Lân xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.